Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm pha ri siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người và kìa trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người pha ri siêu có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò xa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa bát, và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống mà hôm nay chúng ta đang chứng kiến Có những vấn đề Người ta cứ theo dõi nhau Để dò xét Để bắt bẻ Và để kết lỗi Và sau đó là kết án người khác Chúa Giêsu hôm nay đến một nhà của người phê siêu để dùng bữa Người ta không mở lòng để đón Chúa Giêsu với cái sự chân thành của họ. Mà trái lại lại dò xét Chúa Giêsu xem ngài sống thế nào và ngài làm việc gì. Có một người bị mắc bệnh phù thủng đến và Chúa Giêsu biết cái sự dò xét của họ nên đã hỏi họ rằng ngày Sa-bát có được làm việc thiện không? Người ta không trả lời nghĩa là người ta như muốn giấu đi cái sự đang dò xét của họ và Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho người này Cho họ về Và lúc đó Chúa Giêsu nói với họ Về một cái chân lý của cuộc sống Anh em Có người con trai Hay là có một con vật xa xuống giếng Mà lại chẳng kéo nó lên Cho dù đó là ngày sa bát Và điều này Ta đọc ra được một ý nghĩa nào đó của cuộc sống Chúng ta cần phải làm những điều tốt và chúng ta phải thể hiện cái sự quảng đại xót thương bằng việc quan tâm đến sự sống của người khác chứ không chỉ dừng lại ở những hình thức luật. Ta đừng dừng lại ở những cái hình thức cứng ngắc của một cái thể chế nào đó. Nhưng trái lại phải có một trái tim bén nhạy của lòng mến của sự xót thương để quan tâm đến người khác và để quan tâm đến sự sống còn của tha nhân. Dịch bệnh Covid đang diễn ra có những lúc ta vô tình vì một cái luật lệ nào đó mà để cho người khác bị chết đói hoặc là bị chết cống trong một cái sự cô độc nào đó. Và đấy là một trong những cái tiếng nói của người người nghèo đang rống lên kêu cứu. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng rộng lượng đừng vì một cái lý do nào đó mà đánh mất đi cái tương quan của lòng mến của tình thương. Chúng ta xin Chúa là Chúa của tình thương khi xưa đã đến đã chữa lành và đã dạy dỗ mỗi người trong chúng ta thì hôm nay xin chúa cũng ở với chúng ta trong bầu nhiệm sự phục sinh của ngài để biến đổi chúng ta và cho chúng ta được đi vào trong tương quan của lòng mến mà biết hành động của lòng mến bằng một trái tim đầy yêu thương chứ không phải vì một cái sự dò xét để kết án amen